Thưa quý vị và các bạn, có lẽ là trong những ngày vừa qua thì những thông tin về kỳ thi trung học phổ thông và các kỳ thi diễn ra trên khắp cả nước thì cũng đang được rất là nhiều các bậc phụ huynh cũng như là hàng triệu sĩ tử đã rất quan tâm. Và theo như đúng kế hoạch mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề ra thì vào ngày 26 tháng 7 thì có hàng triệu sĩ tử trên khắp cả nước cũng đã nhận được kết quả của điểm thi đợt 1 trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Và theo tổng hợp thì điểm trung bình của các môn thi ở vào khoảng từ 5 đến 7 điểm, nhiều thí sinh đạt điểm cao. Theo đánh giá của các chuyên gia thì phổ điểm của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 phù hợp với bối cảnh các em thí sinh tham dự kỳ thi phải chịu tác động của dịch bệnh COVID-19 trong cả 2 năm học là lớp 11 và lớp 12. Đồng thời với sự phân hóa cao thì phổ điểm năm nay cũng đã tạo điều kiện để các trường đại học tuyển sinh được lượng thí sinh đầu vào cực kỳ chất lượng. Dựa trên kết quả phân tích phổ điểm các bài thi của hơn 950.000 thí sinh dự thi đợt 1 của kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học năm 2021, các chuyên gia giáo dục nhận định điểm số các môn thi không có sự biến động quá nhiều. Phổ điểm của 5 bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trung bình các môn thi ở khoảng 5 đến 7 điểm. Về cơ bản thì những kết quả của kỳ thi trung học phổ thông không có sự biến động lớn so với 2020 và rất là ổn định. Và đặc biệt là trong thời kỳ dịch bệnh diễn ra rất căng thẳng, nhưng với sự nỗ lực của Bộ Giáo dục Đào tạo, của các trường cũng như của các em thí sinh thì với kết quả điểm như thế này thì chúng tôi rất là yên tâm và có thể đánh giá là kỳ thi trung học phổ thông của 2021 đã thành công rất là tốt đẹp và chúng tôi rất yên tâm. Qua các phân tích phổ điểm như vậy thì cho thấy là đề thi đã bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng phù hợp với mục đích của kỳ thi là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nhưng vẫn có cái độ phân hóa phù hợp. Và đi sâu vào phân tích phổ điểm của các vùng miền thì cho thấy kết quả thi năm nay phản ánh khách quan chất lượng dạy học của học sinh giữa các vùng miền. Cụ thể là những cái tỉnh, những cái vùng miền mà có truyền thống, có điều kiện dạy học tốt thì kết quả thi là cao hơn. Với các tỉnh, các địa phương, các vùng miền mà có hoàn cảnh khó khăn thì kết quả học tập thể hiện qua cái kỳ thi năm nay cũng thấp hơn. Điểm đặc biệt trong phổ điểm các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, theo các chuyên gia, thuộc về môn tiếng Anh với hai đỉnh trong cùng một phổ điểm. Đỉnh thứ nhất với khoảng tích điểm là 4 đến 5 điểm, đỉnh thứ hai là khoảng 7 đến 8 điểm. Tuy nhiên, biến động lớn nhất là ở môn giáo dục công dân khi số thí sinh đạt điểm cao tăng. Cái môn giáo dục công dân nó là cái môn xã hội thôi. Nhưng mà phải nói là kết quả rất cao, có lẽ là không có cái môn nào mà lấy cái số điểm 10 mà đến hơn 18.000 em như vậy. Đấy. Thì nó cũng phản ánh một cái rằng là tuy là chúng ta tưởng rằng đấy là môn xã hội, nhưng mà với các cái điều kiện trong xã hội, trong gia đình hiện nay ấy, là chúng ta phải sống theo pháp luật rất nhiều. Đấy, thì điều này tôi rất đáng mừng. Cho nên nếu một cơn mưa điểm 10 xảy ra ở môn giáo dục công dân thì tôi rất mừng. Bởi vì đề thi ấy, là bám xoay quanh tất cả những cái gì mà thực hiện pháp luật, hiến pháp của Việt Nam. Thông qua cái phân tích, cái thống kê phổ điểm này thì có một cái tác dụng rất là tốt, đó là giúp cho bộ cũng như đặc biệt đối với các sở là có thể chấn chỉnh, thay đổi lại cách dạy, cách học. Đấy, thì cái điều đó rất là có tác dụng. Kết quả phân tích phổ điểm ở các môn tổ hợp cũng cho thấy điểm thi năm nay thuận lợi cho các trường đại học xét tuyển sinh. Được biết, ngay sau khi có điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì các trường tại các địa phương bắt đầu công tác xét tốt nghiệp cho học sinh. Điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay có 70% là điểm thi của 4 bài thi bắt buộc là toán, ngữ văn, ngoại ngữ và một bài thi tổ hợp. Điểm ưu tiên của các thí sinh nếu có và 30% là điểm trung bình lớp 12 của thí sinh. Vâng thưa quý vị, dựa vào phổ điểm để đăng ký nguyện vọng cũng là một trong những cách giúp cho thí sinh có cơ hội trúng tuyển hơn. Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn toán của cả nước năm 2021 đã có được số liệu như sau, là có 980.876 thí sinh tham gia bài thi môn toán, trong đó điểm trung bình là 6,61 điểm, điểm trung vị là 7 điểm, điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,8 điểm thưa quý vị. Còn số thí sinh có điểm thấp hơn hoặc là bằng 1 điểm là 119 thí sinh. Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 170.802.
Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn ngữ văn của cả nước năm 2021 cụ thể là có 978.027 thí sinh tham gia thi bài thi ngữ văn và có điểm trung bình là 6,47 điểm, điểm trung vị là 6,5, còn điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là điểm 7. Số thí sinh có điểm thấp hơn hoặc là bằng 1 điểm là có 172 thí sinh, số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 117.915 điểm. Đây chính là những phổ điểm của môn toán và môn ngữ văn mà chúng tôi vừa mới cập nhật được. Và thưa quý vị, kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn vật lý của cả nước năm 2021 cũng cho thấy có 346.404 thí sinh tham gia thi bài thi vật lý, trong đó thì điểm trung bình là 6,56 điểm, điểm trung vị là 6,75 điểm, điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,5 điểm. Số thí sinh có điểm bé hơn hoặc bằng 1 là 25 thí sinh, số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 45.239 em. Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn hóa học của cả nước năm học 2021 cho thấy có 348.046 thí sinh tham gia thi bài thi hóa học, trong đó điểm trung bình là 6,63 điểm, điểm trung vị là 7 điểm, điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,75 điểm. Số thí sinh có điểm bé hơn hoặc bằng 1 là 58, số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 56.756 em. Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông của môn sinh học năm học 2021 cũng cho thấy có 342.604 thí sinh tham gia thi bài thi sinh học, trong đó điểm trung bình là 5,51 điểm, điểm trung vị là 5,5 điểm và điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 5,25 điểm. Số thí sinh có điểm dưới hoặc là bằng 1 là 75 em và số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 118.260 em. Vâng, đó là kết quả phổ điểm của các bộ môn thuộc hệ khoa học tự nhiên. Còn với các môn xã hội thì sao ạ? Chúng ta sẽ cùng phân tích một số liệu ngay sau đây. Thưa quý vị, kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông với bộ môn lịch sử của cả nước năm 2021 cụ thể như sau. Có 637.005 thí sinh tham gia bài thi lịch sử, trong đó điểm trung bình là 4,97 điểm, điểm trung vị là 4,75 điểm, điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 4,0 điểm. Số thí sinh có điểm thấp hơn hoặc bằng 1 là 540, số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 331.429. Tương tự như vậy, môn địa lý của cả nước năm 2021 thì có tới 631.137 thí sinh tham gia thi, trong đó điểm trung bình là 6,96 điểm, điểm trung vị là 7,0 điểm. Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,0 điểm, số thí sinh có điểm thấp hơn hoặc bằng 1 là chỉ 118 và số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 29.230 học sinh. Với 534.123 thí sinh tham gia bài thi bộ môn giáo dục công dân, điểm trung bình môn thi này là khá cao, 8,37 điểm, điểm trung vị là 8,5 điểm, điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 9,25 điểm và số thí sinh có điểm dưới hoặc bằng 1 là 29, số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 5.321. Và kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông bộ môn tiếng Anh của cả nước năm học 2021 thì cho thấy có tới 866.993 thí sinh tham gia bài thi tiếng Anh, trong đó điểm trung bình là 5,84 điểm, điểm trung vị là 5,6 điểm, điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 4.0 điểm và số thí sinh có điểm dưới hoặc bằng 1 là 144, còn số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 349.175 điểm. Và theo như những kết quả phổ điểm như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng là thông qua các mùa dịch thì có vẻ là kiến thức về xã hội của các bạn thí sinh năm nay có vẻ là nhỉnh hơn một chút đúng không ạ? Khi mà các phổ điểm thì đều cho thấy rằng các số liệu đều cho thấy là các bạn ấy có cái mức điểm trung bình cao hơn, thông thường là từ 5 cho đến 7 đúng không chị Phương và bạn Thảo? Dạ vâng, và rõ ràng là chúng ta thấy là qua những cái con số, những con điểm như vậy nó không quyết định hết được hành trình phía trước của con. Tuy nhiên đối với các sĩ tử cũng như là các ông bố bà mẹ mà có sĩ tử vừa mới bước qua kỳ thi đó quý vị, thì 12 năm đèn sách cũng như những gì mà họ cũng đã cố gắng cho con ăn học thì bắt buộc họ phải có những kỳ vọng rồi. Liên hệ lại chính chúng ta cũng thế. Không biết là chị Phương và cũng như là Thúy thì có còn nhớ lại cái ký ức của chúng ta lúc mà mình đi thi đại học và mình có kết quả như thế nào hay không? Nhưng thực sự là Thảo cũng đã từng
mình chia sẻ Thảo thì không phải là học quá giỏi, nhưng mà Thảo đúng nghĩa là học tài thi phận. Học thì bình thường thôi, nhưng mà đến cái lúc thi thì Thảo biết đâu là cái giai đoạn nước rút, thì Thảo sẽ cố gắng học trong cái thời điểm đó. Và cũng như là mình cũng có được là cái sự quyết tâm, rồi mình tìm hiểu những cái kiến thức trong thời điểm đó để làm sao mà mình đạt được cái mục tiêu đó thôi. Chứ còn một cái hành trình chưa chắc là mình sẽ giỏi nhất. Tuy nhiên lúc mà khi mà mình có kết quả thì mình cũng không nghĩ là điểm của mình nó cao đến mức độ như vậy. Phương Thảo thì may mắn là lúc đó Phương Thảo nhớ không lầm là môn sử Phương Thảo thi được 9 điểm, đó cũng là cái môn cao nhất. Thì khi mà có kết quả thì cả nhà như vỡ òa, nhưng mà ngược lại trường hợp của Thảo đó chính là em gái. Thì bạn ấy là thiếu 0,5 điểm để đạt vào được cái nguyện vọng 1. Thì gia đình mình lại, hai chị em là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Em gái của Thảo thì học mà cũng cố gắng lắm, cũng phấn đấu lắm, nhưng mà không có nhiều cái may mắn trong cái việc đi thi. Thì cả gia đình là coi như hồi của chị là vui như thế nào thì em thì sẽ ngược lại. Và cái buổi tối mà, cái buổi tối đầu tiên của cái ngày biết điểm ấy, gia đình kiểu như ăn cơm mà trong tình trạng căng thẳng ấy. Bởi vì là mẹ chưa có nhiều cái xử lý nếu mà con không đỗ đại học thì sẽ như thế nào. Thật ra ăn cơm là cứ ai ăn phần người nấy, ăn xong ấy là chị em mà lên trên phòng ngồi. Còn mẹ thì cứ ở dưới xem tivi rồi cũng hóng xem thử là điểm số nó sẽ thay đổi như thế nào. Thì rõ ràng là với các sĩ tử trong thời điểm này, Phương Thảo thấy thương hơn. Bởi vì là ví dụ hồi đó, ví dụ Phương Thảo buồn đi, là mình còn bảo là chị Phương ơi chị rảnh không, chị đi uống cà phê nói chuyện với em, hay là đi uống trà sữa. Nhưng mà bây giờ đâu có được đi đâu đâu. Mà cứ sáng dậy mà mẹ lại thấy con, rồi con lại đối diện với mẹ theo cái kiểu căng thẳng như vậy. Thì Thảo thấy lo quá à. Thảo không biết chị Phương với lại Thúy thế nào. Phương thấy không chỉ áp lực trong gia đình đâu, mà trước đó đi, trước khi mà những cái sĩ tử mà trải qua kỳ thi vượt vũ môn này thì họ cũng đã trải qua cái cách học và cách thi rất rất khác so với mọi năm luôn. Hồi đó chị em mình đến trường được nghe thầy cô giảng, có thể nói là cầm tay chỉ bài trực tiếp luôn, mà còn thấy có rất là nhiều điều khó khăn và cần phải có thầy cô bên cạnh có thể giải đáp cho mình ngay những cái thắc mắc lúc đó. Mình thấy so với cái việc học online, Khánh Phương thì Khánh Phương cũng chưa thử, nhưng mà so với góc nhìn của mình thì mình thấy là nó sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Đúng rồi, bởi vì trải qua 12 năm đèn sách, 11 năm đèn sách trước đó thì rất là bình thường, và bẵng một cái đến năm thứ 12 và lại là cái năm thi đại học nữa thì lại gặp rất là nhiều khó khăn bởi tình hình dịch bệnh Covid-19, rồi thi, rồi những cái đề thi làm cho các em cũng có tâm lý hoang mang là không biết nó có sát với cái đề thi thật của mình hay không. Rồi còn nhiều những cái áp lực khác nữa, như là cái việc học online nó sẽ khác so với mình lên lớp học trực tiếp, đúng không Thúy? Tương tác giữa thầy cô và các bạn học sinh trong lớp nó cũng là một cầu nối, nó giúp cho cái tiết học nó trở nên sinh động hơn. Và mình thấy bạn bè của mình khi mà học như vậy, mình cũng có cái sự phấn đấu nhiều hơn. Thế nhưng mà còn học ở nhà thì nó lại đòi hỏi cái sự tự ý thức của mỗi cá nhân nhiều hơn. Bạn nào đúng rồi, bạn nào càng siêng thì học càng tốt. Bạn nào có cái khả năng tự học mà càng tốt, tự thu thập kiến thức không chỉ là từ thầy cô mà còn từ những cái cuốn sách khác, những cái cuốn sách tham khảo khác, thì nó sẽ đạt được điểm cao hơn so với những cái em mà chỉ biết là cô giáo cầm tay chỉ bài đến đâu thì học đến đó. Thì chắc chắn sẽ rất là bị động trong cái việc mà tiếp thu kiến thức của mình. Chính xác, em cũng đồng ý với chị Phương, bởi vì là với việc mà học online ở nhà của các bạn ấy bây giờ, thì trong cái bối cảnh khi mà đại dịch Covid-19 nữa, các bạn ấy sẽ phải chịu rất là nhiều những cái áp lực, và nó đến từ vô hình thôi, đến từ nhiều các phía. Khi mà thay vì học trên lớp còn có thể tương tác cùng với các bạn này, rồi sau đó thì còn có thể là tương tác trực tiếp với các thầy cô, và từ đó có thể giải đáp các khúc mắc hay là những vấn đề về chuyên môn, về thông tin, về những bài học mà chúng ta phải học. Thì bây giờ các bạn ấy đã phải học với những hình thức khác nhau, với những phương án khi mà phải học online, kèm theo đó là những phương án mà phải lấy thông tin từ bên ngoài và phải tự chủ cùng với việc học của mình. Cũng như thế thì chúng ta cũng có thể thấy được rằng là các bạn ấy đã rắn giỏi hơn rất là nhiều, và từ đó thì đối với những cái kết quả thi mà đáng để có những cái điều tích cực như là kỳ thi năm nay, thì đó cũng là những cái kết quả xứng đáng dành cho tất cả các bạn sĩ tử của năm nay, đúng không ạ? Và Phương thấy thì bất kỳ cái trải nghiệm nào, trải nghiệm học, trải nghiệm thi nào cũng sẽ cho mình những cái cơ hội cọ sát hơn với thực tế, từ đó mình rút kinh nghiệm. Có thể thi năm nay mình đổ cho học tài thi phận, mình không có được điểm cao, nhưng mình hoàn toàn có thể là dùi mài kinh sử, kiểu như là nói quá là giống như ông bà của mình vậy. Chúng ta hoàn toàn có một năm tiếp theo để chúng ta ôn luyện lại và chuẩn bị cho năm kế tiếp, chúng ta sẽ có kết quả tốt hơn, đúng không Thúy? Thực ra mà nói, thưa quý vị, trong bất kỳ kỳ thi nào thì điểm số không phải là tất cả, nhưng cũng là yếu tố quan trọng để quyết định việc thí sinh có đủ được vào trường đại học mà mình mong muốn hay là không. 12 năm đèn sách, chắc hẳn các em thí sinh ai cũng muốn mình đạt được kết quả cao nhất. Tuy nhiên thì trong quá trình
những cái mùa tuyển sinh trước thì không khó để bắt gặp những câu chuyện dở khóc dở cười khi mà đạt điểm số gần như tuyệt đối nhưng mà vẫn bị trượt đại học đó Phương Thảo. Dạ vâng, và rõ ràng rằng là điều bây giờ các em đang cần đó chính là việc mà các em sẽ có những cái sự thay đổi để đăng ký nguyện vọng như thế nào. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với việc là các thí sinh sẽ đăng ký nguyện vọng và cũng như có những sự thay đổi nguyện vọng, và mong rằng là đây sẽ là những thông tin hữu ích cho các ông bố bà mẹ có sĩ tử vừa mới thi trong kỳ thi vừa rồi. Nên đăng ký bao nhiêu nguyện vọng là câu hỏi thường được đặt ra đối với nhiều thí sinh có mong muốn trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng. Thực tế, trong 3 năm gần đây, mỗi năm quy chế có điều chỉnh nhỏ về kỹ thuật tạo điều kiện hơn cho thí sinh khi xét tuyển vào các trường. Năm nay, việc cho phép thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng tối đa 3 lần cũng là một điểm mới theo hướng có lợi cho người học. Khi đạt được một cái ngưỡng điểm nào rồi thì nên gọi là đăng ký vào cái ngành này ngành kia để cho nó phù hợp với điểm, và thứ hai là phù hợp với cái nguyện vọng của các em, đúng không? Thì các em có thể là điều chỉnh nhỏ, ví dụ điều chỉnh về thứ tự các nguyện vọng, đúng không? Hoặc là điều chỉnh về tổ hợp. Đấy, chúng ta có về trường Bách Khoa ấy, thì cũng như một số các trường khác thì xét tuyển vào các ngành ấy thì có nhiều cái tổ hợp. Thì chúng tôi đều có tư vấn cho các em là các em chọn tổ hợp nào mà có cái điểm xét tuyển là cao nhất. Theo thống kê của Bộ Giáo dục Đào tạo, tỷ lệ thí sinh điều chỉnh nguyện vọng năm ngoái khoảng 50%. Theo các chuyên gia giáo dục, thí sinh nên suy nghĩ và có chiến lược ngay từ đầu, tránh điều chỉnh nguyện vọng quá nhiều lần. Ở phương thức xét tuyển điểm kỳ thi trung học phổ thông, thí sinh ở thời điểm này nên chọn tổ hợp môn có điểm cao nhất để xét tuyển. Đối với các em thi mà không, tức là không tham gia vào cái xét tuyển kết hợp ấy, thì các em cũng yên tâm rằng là cái chỉ tiêu dành cho các em luôn luôn là trên 50%. Tại sao tôi nói như thế? Bởi vì cái công bố chính thức là 50%. Thế còn thực tế thì do cái đợt 1 nó ảo rất lớn. Vì các em mà chẳng hạn như có IELTS chẳng hạn thì các em có thể đỗ vào hàng chục trường khác nhau nên là các em chọn rất nhiều. Thế thì cái chỉ tiêu mà nó còn lại ấy mà không tuyển hết của 50% ấy thì lại chuyển sang cho cái đợt sau. Tất nhiên là vẫn còn chứ, nhưng mà với cách xét tuyển như là những năm gần đây của Bộ Giáo dục Đào tạo xét tuyển theo nhóm và là ở toàn quốc thì cái tỷ lệ ảo nó giảm đi rất là nhiều. Chỉ có những trường, những học viện, cơ sở giáo dục đào tạo mà không tham gia cái lọc ảo đó ấy, thì sẽ gọi là có một cái lượng nào đó là ảo. Tất nhiên là chúng tôi cũng đã tính toán đến cái chuyện đó rồi. Thực tế, việc đăng ký bao nhiêu nguyện vọng không quan trọng, mà quyết định là việc sắp xếp thứ tự các nguyện vọng hợp lý. Thí sinh cần ưu tiên đầu tiên là sở thích và năng lực bản thân, cần định vị được bản thân mình, cần xác định được sở thích và năng lực trong lựa chọn ngành nghề. Được biết, trước 17 giờ ngày 3 tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố điểm sàn các ngành giáo viên, sức khỏe. Trước ngày 7 tháng 8, các trường đại học sẽ công bố điểm sàn xét tuyển. Từ 7 tháng 8 đến 17 giờ ngày 17 tháng 8, thí sinh sẽ được điều chỉnh nguyện vọng. Thưa quý vị, năm nay thì cùng với việc là cho phép thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng tối đa 3 lần cũng là một điểm mới theo hướng có lợi cho người học. Và dù vậy thì năm nào cũng có những thí sinh có học lực tốt nhưng không trúng tuyển vào cái nguyện vọng mà mình mong muốn. Trong đó thì có những cái thí sinh đăng ký duy nhất một nguyện vọng nhưng cũng không trúng tuyển và mất luôn cơ hội trúng tuyển vào những cái trường khác. Vậy thì có cần thiết phải điều chỉnh nguyện vọng cũng là vấn đề được chia sẻ rất là nhiều trong những diễn đàn giáo dục. Theo các chuyên gia giáo dục thì thí sinh nên suy nghĩ và có chiến lược ngay từ đầu, đừng để phải điều chỉnh nguyện vọng quá nhiều lần. Chỉ cần xác định được ngành học yêu thích thì có thể đăng ký vào nhiều trường khác nhau, và nguyên tắc này sẽ áp dụng giống nhau ở tất cả các phương thức. Thực tế thì sẽ có nhiều thí sinh xem điểm chuẩn mọi năm làm căn cứ quan trọng để điều chỉnh nguyện vọng. Tuy nhiên thì cần căn cứ thêm các cơ sở quan trọng khác là số lượng đăng ký dự thi vào ngành là bao nhiêu, phổ điểm theo tổ hợp môn xét tuyển từ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ra sao. Thường sau khi công bố điểm thi có thể tổ hợp môn có sai lệch so với dự tính ban đầu. Nếu điều này xảy ra thì thí sinh cần tính đến việc thay đổi các nguyện vọng của mình. Và trong những năm gần đây thì các trường đại học xét tuyển đồng thời nhiều phương thức khác nhau. Vì vậy mà thí sinh cần tận dụng đồng thời các phương thức để tăng cơ hội trúng tuyển. Ở phương thức xét tuyển của kỳ thi trung học phổ thông thì thí sinh ở thời điểm này nên chọn tổ hợp môn có điểm cao nhất để xin xét tuyển. Mặc dù năm nay thì thí sinh được đăng ký không giới hạn số lượng nguyện vọng, nhưng dù bao nhiêu nguyện vọng thì chúng ta cũng nên lưu ý là chọn một ngành và ở nhiều trường khác nhau. Quy chế cho phép mỗi thí sinh có tối đa 3 lần điều chỉnh
nhưng thí sinh nên cân nhắc kỹ lưỡng việc lựa chọn nguyện vọng ngay từ đợt đầu tiên. Và chỉ trong trường hợp bất đắc dĩ thì chúng ta mới nên sử dụng tới quyền điều chỉnh. Vâng, thưa quý vị, và bên cạnh đó thì mặc dù là không giới hạn những thí sinh cũng như là việc mà các thí sinh trúng tuyển được một ngành, nên sắp xếp việc nguyện vọng để trúng tuyển ngành thực sự yêu thích là quan trọng. Thí sinh nên đăng ký từ 3 cho đến 5 nguyện vọng là vừa, đồng thời nên tận dụng thêm các phương thức khác. Điều đầu tiên vẫn là ngành chọn, là chọn đúng ngành với nguyện vọng mình yêu thích. Những nguyện vọng sau có thể chọn thêm một vài ngành gần với ngành đó. Bên cạnh đó, thí sinh cũng có thể đăng ký bằng các phương thức khác nhau cho cùng một ngành, trong cùng một phương thức có thể lựa chọn chương trình đại trà vừa chất lượng cao. Như vậy, chỉ riêng hai phương thức, hai chương trình khác nhau thì thí sinh đã có thể có 4 nguyện vọng khác nhau vào cùng một ngành học. Dù có đăng ký 20 nguyện vọng thì thí sinh cũng được xác nhận trúng tuyển một nguyện vọng duy nhất sau khi lọc ảo toàn quốc. Do vậy, thí sinh nên có những lựa chọn thông minh và phù hợp để có cơ hội trúng tuyển cao nhất.